Kính mời chư tôi đại chúng, bài học hôm nay Pali Pháp Cú Ba La Mã Phẩm Tâm kệ số 3. Duyên sự. Bài kệ này Đức Phật thuyết cho một vị tỳ kheo khi ngài tại Chaitavana ở Savatthi. Chuyện kể rằng dưới chân núi thuộc lãnh thổ của vua Kosala, có một ngôi làng tù phú Matikagama. Mẹ của vị trưởng làng Matika là người tín tâm Phật Pháp. Bà đã xây dựng nhà lam trong làng để thỉnh chư tăng về an cư kiết hạ. Bà quy y Tam Bảo, trì giới và học đề mục thiền chỉ quán. Từ 60 vị tỳ kheo đến đó an cư. Bà tín nữ ấy đã đắc quả A-la-hán và bà hộ độ chư tăng bằng cách dùng tâm thông để biết được chư tỳ kheo vị nào thích hợp với thức ăn nào, rồi cúng dường đến mỗi vị với thức ăn đó. Chư tỳ kheo nhập hạ làng ấy nhờ có trú xứ thích hợp, vật thực thích hợp, bạn lữ thích hợp và pháp thích hợp, nên tất cả đều nhanh chóng chứng đắc tứ thánh quả. Sau khi mãn mùa an cư, chư tỳ kheo đi về Chaitavana đảnh lễ vấn an bậc đạo sư. Đức Phật ân cần thăm hỏi sự hành đạo của chư tất khách tăng ấy. Chư tỳ kheo trình bạch với Đức Phật, nhờ sự hộ độ của bà tín nữ ở làng Matika, bậc thánh cư sĩ có thần thông biết sự thích vật dịch vật thực cúc cho từng vị, nên tất cả chư tăng ở đó đều tu tập kết quả. Nghe chư tăng tán thán bà tín nữ làng Matika, một tỳ kheo nọ muốn biết rõ hư thực, bèn đảnh lễ và xin phép Đức Phật để đi đến làng Matika tu tập. Sau khi thọ giáo đệ mục từ bậc đạo sư, tỳ kheo ấy đi đến ngôi làng Matika. Đến làng rồi, vị tỳ kheo đi thẳng vào chùa, khởi tư tưởng: nếu bà tín nữ chủ chùa có thần thông, hẳn sẽ biết ta mới đến và cho người đến sắp xếp quét dọn trú xứ cho ta. Bà tín nữ ở nhà đọc được tư tưởng của vị tỳ kheo khách tăng, bèn sai gia nhân đến chùa quét dọn sắp xếp tỉnh thất cho vị ấy. Tỳ kheo nọ bèn suy nghĩ tiếp: ước gì bà tín nữ gửi thức uống đến cho ta, từ xa đến ta đang khát. Lập tức bà đại tín nữ cho người mang đến cúng dường thức uống cho vị khách tăng. Tỳ kheo ấy khởi tư tưởng: ta muốn được gặp mặt bà đại tín nữ. Bà tín nữ biết được tư tưởng vị ấy nên cùng đi với người hầu đến chùa. Bà tín nữ đảnh lễ tỳ kheo thăm hỏi và thỉnh mời vị tỳ kheo ấy trú lại để hành đạo. Nhưng vị tỳ kheo ấy từ chối và từ biệt ra đi, vì lo sợ mình ở đây nhỡ khởi tư duy bất thiện gì bà tín nữ biết được thì hổ thẹn lắm. Vị tỳ kheo ấy trở về Chaitavana ý kiến Đức Phật. Đức Phật hỏi tại sao lại trở về. Vị tỳ kheo ấy trình bày cớ sự. Đức Phật khuyến khích vị tỳ kheo nên ở lại đó, chỉ có điều là cố gắng điều phục tâm. Tâm được điều phục sẽ đem đến an lạc. Rồi Đức Phật nói lên bài kệ Dung Gahasa Lahuno, vân vân. Vị tỳ kheo nọ lãnh hội huấn từ của Đức Phật, đảnh lễ ngài và đi trở lại làng Matika. Vị ấy nhận được sự hộ độ của bà đại tín nữ, chuyên cần thúc liễm tâm ý, không cho khởi tư tưởng bất thiện. Và hôm sau, vị tỳ kheo ấy đắc quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích, chứng luôn thiền định và thần thông. Bà đại tín nữ với tâm thông biết được vị tỳ kheo ấy đã chứng đạt cứu cánh phạm hạnh, bèn nêu ra 4 câu hỏi về quả vị tối cao. Vị tỳ kheo giải đáp 4 câu hỏi của bà tín nữ xong, liền vô dư y niết bàn tại chỗ ngồi. Chánh văn: Nam mô Bà Đa 35. Dung đích ca sa la hu no. Yatha ka mani ba ti no. Chitta sa
Tamatho sadhu chittang dantang sukha quá hằng thích văn đùng lít gã hát xa chỉ định bất trung tính của tính tự hợp thể đùng lít gã hát do từ đúc cộng lít gã hát nghĩa là khó kiểm soát, khó cai quản. Lahu no chỉ định cách sốt trung tính của tính tự lahu nghĩa là khinh động, nhẹ nhàng, mau lẹ. Yathaka manipatino chỉ định cách số ít trung tính của tính tự hợp thể. Yathaka manipati do từ Yathaka manipati nghĩa là phóng đi bất cứ chỗ nào, bám theo bất cứ cảnh nào. Chittasa chỉ định cách số ít của danh từ trung tính. Chitta nghĩa là tâm, tư tưởng. Dhammato chủ cách số ít của danh từ nam tính Dhammata nghĩa là sự điều phục, sự huấn luyện, sự thuần hóa. Sadhu trạng từ lành thay, tốt thay, tính từ tốt thiện hảo. Chủ cách số ít của danh từ trung tính Chitta nghĩa là tâm, tư tưởng. Đành tăng chủ cách số ít trung tính của quá khứ phân từ đành tắc cho từ đàm cộng tác nghĩa là được điều phục, được huấn luyện, được thuần hóa. Sukha quá hằng chủ cách số ít trung tính của tính tự hợp thể. Sukha quá do từ sukha cộng a quá nghĩa là mang lại hạnh phúc, đem đến an lạc. Thiệt văn pháp cú 35 khó kiểm soát, nhanh lẹ, bắt cảnh bất cứ đâu, lành thai điều phục tâm, tâm điều mang đến lạc. Chuyển văn trung lít gá sa lâu nô gá sa ca mắt nít ba tít nô chít ta sa đá mắt thô sa thu đền tăng chít tăng túc khà quá hằng. Tốt đẹp thay là sự điều phục tâm vốn khó kiểm soát, nhanh lẹ, chạy theo cảnh bất cứ chỗ nào. Tâm được điều phục sẽ mang đến an lạc. Lý giải: sát na tâm sanh diệt cực kỳ nhanh, trong một giây đồng hồ tâm đã sanh diệt hàng tỷ sát na, nên thật khó để kiểm soát tâm. Hơn nữa, tâm phan duyên theo cảnh, tâm bám chạy theo bất cứ chỗ nào, bất cứ cảnh nào, dù là cảnh tốt hay cảnh xấu, cảnh hợp hay không hợp, tâm đều biết cả. Cũng như bụi bặm bay bám vào bất cứ đồ vật gì, dù phẳng hay sừng. Tâm này nếu chưa được điều phục, còn nhiễm ô bởi phiền não, thì sẽ đem lại nhiều sự khổ đau phiền toái. Vì thế Đức Phật dạy, sự điều phục là tốt, tâm được điều phục sẽ mang đến an lạc. Lành thay điều phục tâm là điều phục bằng cách chuyên cần, trú niệm, thẩm sát bằng trí tuệ, ngăn chặn không cho sanh khởi tâm bất thiện, chỉ khởi tâm thiện hướng đến chứng thiền định thôi. Tâm được điều phục đem lại an lạc. Ở đây tâm thiện dục giới đem lại an lạc là quả lạc nhân thiên, tâm thiện đáo đại đem lại an lạc là ly dục ly bất thiện pháp và quả lạc phạm thiên, tâm thiện siêu thế đem lại an lạc là quả lạc niết bàn tối thượng. Tâm được điều phục ở mức độ thế nào thì đem lại an lạc theo mức độ ấy. Biên soạn giáo trình tùy theo tự siêu. Sau đây là bài kệ Thỉnh Pháp Sư. Thời Đức Phật viên thành chánh giác, gặm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh mai mạc như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lã mặt hồ, đóa còn tánh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bí mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân.
Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành tiên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên được mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngập, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Đồng ý của Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa An Minh Hạnh, Thượng Tọa Học Tân cùng chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tu hữu, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học luôn bài 4 chúng tôi đã nói với Lý Tự Tri là học luôn bài 3 và 4 cho MC biết, nhưng mà cuối cùng nghe quý vị đọc bài chỉ có bài 3 và thỉnh pháp sư thật vậy cũng được. Thực ra hai bài thì có cái nội dung thì có khác nhau, nhưng mà về cái văn tự thì nó có cái chỗ giống giống nhau. Chính vì vậy mà khi sư Từ Tri hỏi chúng tôi là hôm nay sư phụ dạy cô 3, cô 4 hả? Thì chúng tôi trả lời là cái chúng tôi mới xem ở trong tập, và chúng tôi thấy hai bài chúng tôi nói vậy học 2, bài 3, 4 mặc dù duyên sự khác nhau, nhưng mà lúc đó thật sự Tuy Tri không để ý. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kệ số 3 đó, duy sự như chúng ta đã được nghe đọc ở tại cái ngôi làng Matika, một vùng quê của xứ Kosala. Sư sở của vua Vasenadi cai trị, và xứ Kosala là kinh đô, là thành Savatthi hay là thành Sát Vệ mà chúng ta rất thường được nghe Đức Phật ngài thuyết cái bài kệ. Bà thánh nữ này thì
Thực ra khi bà có cái niềm tin với Phật Pháp đó, lúc đó bà chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng mà bà có cái niềm tin, và do vì là thân mẫu của vị thôn trưởng ở tại của cái ngôi làng Vatican, bà cũng đã lớn tuổi rồi, bà muốn có một cái cảnh già lan do chính tay bà xây dựng, để mỗi lần mà có dịp các vị tỳ kheo đi du hành qua cái xứ này và thỉnh vào, nếu gặp cái mùa ăn cư kiết hạ thì bà sẽ thỉnh tập ở đó và hộ độ tạo phước với sinh thọ trì bát quan thế giới luôn. Cho nên khi có 60 vị tỳ kheo đi ngang cái ngôi làng đó và được tin báo, thì bà đã cung thỉnh chư tỳ kheo ở lại cái ngôi chùa mà bà xây dựng, rồi bà thỉnh chư tăng an cư kiết hạ luôn ở chỗ để cho bà có dịp làm phước, tạo phước vật là bố thí cúng dường vật thực, tạo phước đức là để bà đến sinh thọ trì qua trai giới vào những cái ngày mùng 5, mùng 8, mùng 4, mùng 2, mùng 3, mùng 9, mùng 10. Và đồng thời sẵn có chư tăng thì bà sẽ được học hỏi về Phật Pháp, nhất là được học hỏi về các điều bộ thiền, và rất thích hành thiền. Chư tăng nhận lời và bắt đầu mùa mưa đến, chư tăng cư kiết hạ thì bà dốc lòng hộ độ cúng dường thực phẩm đến chư tăng, rồi bà đến chùa mỗi ngày để nghe pháp, họ trì trai giới và học điều mục thiền từ nơi vị trưởng lão trong 60 vị tỳ kheo đó. Chẳng mấy ngày thì bà chứng được quả vị A-la-hán luôn cả thần tha tâm thông. Nói đắc tha tâm thông ở đây thì có nghĩa là bà vừa hành thiền chỉ mà vừa hành thiền quán. Hành thiền chỉ đắc được thiền hiệp thế, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Khi đắc được ngũ thiền sức giới thì mới có thần thông được. Cho nên sau khi đắc thiền thân niên nội quả A-la-hán, bà mới dùng tiếp nhận thông để tìm hiểu, xem vô các vị tỳ kheo ở trong chùa đã chứng đắc đến đạo quả nào rồi. Thì thưa quý vị, lúc đó bà thấy chư tăng vẫn còn là phàm nhân, mặc dù các vị hướng dẫn dạy thiền cho bà, và đã tu trì thiền định, chứng thiền và đạo quả A-la-hán rồi, nhưng mà bà
thấy xác chuột vị tỳ kheo vẫn còn phàm phu, bà mới suy xét rằng trong bốn cái pháp gọi là Sapaya thì các vị đại đức của ta bị trở ngại về cái pháp Sapaya, tức là cái pháp thích hợp nào. Sau trước hết là bà suy xét là những vị này đã nói rằng trước khi đến đây là các vị đã học đề mục thiền từ đức bậc đạo sư là Đức Thế Tôn, cho nên về pháp thì đề mục thích hợp rồi, đây gọi là Thammasapaya. Rồi bà mới suy xét tiếp các cái điều thích hợp khác, tức là các bạn đồng tu có thích hợp với nhau, có hòa hợp nhau không, nó có cái sự tương thích không thì mới tu tiến được. Thì bà quan sát và thấy 60 vị tỳ kheo này sống với nhau rất hòa thuận, hòa hợp, có thể nương tựa lẫn nhau được, bởi vì vị nào cũng có đức tin, cũng có giới hạnh, cũng có sự tinh cần và cũng có sự tinh tấn giống như nhau, cho nên bà thấy rằng bốn cái lá sắp giá được rồi. Rồi bà mới suy xét tiếp là về chỗ ở các vị có thích hợp chăng, thì bà quan sát thấy rằng cái ngôi chùa mà ta xây dựng trong đó mỗi một vị có một cái liêu thất riêng biệt nhau, không quá xa cũng không quá gần, và cái chỗ ở nó không có bị ồn ào vào ban ngày và nó không quá sầm uất, yên lặng vào ban đêm. Cho nên bà thấy rằng là cái trú xứ thì nó thích hợp Awasasapaya. Nhưng đến khi bà quan sát đến cái điều thứ tư là Aharasapaya, là vật thực thích hợp, thì bà mới nhận ra rằng 60 vị tỳ kheo này sở dĩ không chứng đắc được đạo quả là bởi vì các vị về vật thực các vị không có hợp với cơ địa, cho nên khi mà khất thực được cái gì ăn cái đó, cái đó là chướng ngại cho cái sự tu tiến thiền định. Do đó cái bà tín nữ Matika Gama này, bà bởi thỉnh chư tăng trong suốt 3 tháng cư kiết hạ, các ngài đừng đi khất thực ở đâu mà chỉ đi đến nhà của con thôi. Rồi bà mới sắp đặt phật thực mà mới sắp đặt phật thực cho nó thích hợp theo mỗi nhóm, tức là những vị nào mà không ăn cay được thì bà để vật thực không có cay. Những vị nào cơ địa nó hợp với ăn cay thì bà để những cái thực phẩm có cái ớt cay vào trong đó, vân vân, hay là ngọt béo chua cay,
Nó tùy theo cơ địa của mỗi vị. Và khi mà bà sắp xếp học tập như vậy thì chư vị để chư vị kheo được thọ dùng những thực phẩm đó, nó tương thích với thân thể nên các vị được khỏe ra, các vị cảm thấy thoải mái, và do đó các vị đã tinh tấn nỗ lực tu hành và chứng đắc quả vị A-la-hán. Và khi mà chư tăng đã chứng được đạo quả A-la-hán rồi thì bà tín nữ quan sát thấy như vậy, bà rất là hoan hỷ, bà đến đã lễ chư tăng và nghe pháp hàng ngày như thế. Đến khi ra hạ đó thì chư tỳ kheo tăng sát trụ vị thị cường nó mới từ giả, bà thí chủ ngôi Dạ Lam này để xin phép trở về sư vất thi và đến lễ bậc đạo sư. Khi các vị tỳ kheo về đến Chitawana Sawathi, chùa Chitawana ở trong gần thành Sawathi, sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, đảnh lễ Đức Phật đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn về với hỏi thăm về sức khỏe, về tinh thần an lạc của các vị tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo mới trình bày với Đức Phật là chúng con sống ở trong cái ngôi làng Matika đó, chúng con được an vui, được khỏe mạnh. Lúc ban đầu thì hơi trục trặc một chút về sức khỏe của các vị tỳ kheo, nhưng mà về sau đó thì các vị đó đã ổn định là do có bà tín nữ ở trong làng, bà có thần thông và hiểu biết được các vị tỳ kheo khiếm khuyết cái chỗ nào và cái chỗ nào đã đầy đủ. Thì các vị tỳ kheo bị khiếm khuyết do vật thật không thích hợp, mà biết như vậy bà mới làm những cái thức ăn thích hợp với từng giới tỳ kheo, và các tỳ kheo thọ thực đó đã chứng được đạo quả. Sau khi được bình yên, được khỏe mạnh thì các vị tu hành tinh tấn và chứng đạt được đạo quả là A-la-hán. Sát trụ vị tỳ kheo trình bày Đức Phật như vậy. Lúc bây giờ có một vị tỳ kheo đang ngồi ở trong hội chúng nghe nói như thế, vị tỳ kheo này mới khởi lên cái tư tưởng sẽ đi đến cái ngôi làng Matika đó để gặp bà đại tín nữ chủ chùa xem hơi thực thế nào. Vì tỳ kheo đảnh lễ Đức Phật và xin phép Đức Thế Tôn cho mình đến tại ngôi làng Matika để tu tập. Thì khi bà đến chùa, vị tỳ kheo suy nghĩ cái gì thì bà tín nữ ở nhà, bà cũng với cái tâm mình biết tâm đủ tỳ kheo đó, bà đã đáp ứng như là cho người dọn dẹp liêu cốc, rồi cho người dân nước giải khát, rồi cuối cùng là khi vị tỳ kheo đó muốn gặp được với thí chủ thì bà đại tín nữ này bà mới già lớn tuổi rồi nhưng mà phải dùng thần thông và đi với những người đầy tớ ở trong nhà
đi đến ý kiến các vị, đi ý kiến vị tỳ kheo đó. Thì khi đó bà Tấn Nữ bà mới thỉnh cầu vị tỳ kheo đó lưu lại ở trong cái trú xứ của mình, trong cái ngôi chùa của mình. Vị tỳ kheo này vì do có sự lo lắng cho nên đã từ chối không có chấp hạ ở trong tại cái trú xứ của bà mà quay trở về đảnh lễ bậc đạo sư. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài sau khi nghe trình bày như vậy là mới nhắc nhở khuyến khích cho vị tỳ kheo đó hãy đi đến cái ngôi làng này tiếp tục tu tập, vì đó sẽ có cái sự thuận lợi cho vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này trước đây đó, khi mà đến có những cái tư tưởng gì muốn cái gì thì bà lập tức cho người đem đến để hộ độ vị tỳ kheo đó y như ý nguyện. Cho nên vị tỳ kheo mới suy nghĩ ta còn phàm phu thì chắc chắn còn có những cái phiền não, mà nếu ta khởi lên dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, mà bà tính nữ này và biết được giống như là một người bắt quả tang kẻ trộm, cho nên vị tỳ kheo sợ quá mới bỏ mà đi. Đến khi Đức Phật lại khuyến khích cho vị tỳ kheo trở lại, ngài dặn dò rằng khi đến đó người hãy khéo nhiếp phục tâm của ngươi, có nghĩa là phải có chánh niệm thường xuyên. Nói với nhất tử nhất động, mỗi một khi mà ngồi thiền đi tinh hành khởi lên tư tưởng như thế nào thì phải chánh niệm, biết rõ cái tư tưởng đó, điều phục cái tâm đó. Vì tỳ kheo sau khi nhận lời giáo huấn của Đức Thế Tôn bèn trở lại ngôi làng, và vị này cố gắng tu tập gìn giữ cái tâm, và cuối cùng thì vị đó chứng được quả vị A La Hán. Ở đây thưa quý vị, trong hai câu đầu Dudika Hassa Lahono Durathang Dudivaraya, trong hai câu đầu là Đức Phật ngài mô tả về cái tâm. Hai câu đó là tỉnh từ của cái chữ Chittasa ở câu thứ ba. Chittasa Navatho Sự thú. Ngài dạy vị tỳ kheo trong cái câu này cái sự mà điều phục tâm là tốt, là tốt đẹp, là hai điều phục tâm.
Mà cái tâm đó, cái tâm mà cần phải điều phục đó là cái tâm là gì? Ở đây thưa quý vị, là cái tâm mà vốn khó kiểm soát, nó sanh diệt nhanh nhẹ, nó mất cảnh bất cứ đâu. Đức Phật cần mô tả cái đó. Và mặc dù chúng ta dịch theo văn kệ đó, thì chúng ta dịch từng câu khó kiểm soát, nhanh lẹ, bất cảnh bất cứ đâu, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến, hay là mang đến lạc. Nhưng thực ra thì cái chủ ngữ bắt đầu từ cái chữ Samatho, Dhammatho. Dhammatho tức là cái sự điều phục. Nó Dhammatho là một danh động từ. Do đó, chữ Citta-sa là tốt từ của danh động từ đó, là cái sự điều phục tâm. Và tâm đó vốn khó kiểm soát, khó cai quản, đôi nít cả hát sẵn. Chúng tôi đọc ở trong cái bài kệ Bali, khi nào các cái từ hay ở trong câu trên câu dưới quy một vế từ mà nó đồng tánh, đồng cách, đồng số với nhau, thì chúng ta nên biết rằng những cái điểm những cái câu mà hay là những cụm từ mà nó đồng tánh, đồng cách, đồng số với tốt từ, thì chúng ta phải biết rằng đó là tỉnh từ của danh từ đó. Còn khi mà chúng ta đọc cái bài kệ đó, đọc bài kệ tiếng Việt mà chúng ta không nắm được cái bài kệ tiếng Bali, thì chúng ta cảm thấy tại sao trong cái văn kệ Đức Phật là thuyết câu này câu kia nó không có sự liên đới với nhau. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, khi mà chúng ta xếp thành văn xuôi và chúng ta có sự phân tích theo ngữ pháp, thì chúng ta thấy nó có sự liên đới nhau. Thí dụ đôi lít là hát sát, chị cũng chỉ định cách, lâu đô cũng chỉ định cách, giác thật cam mát Nipatino cũng là chỉ định cách, và Citta-sa cũng là chỉ định cách. Nhưng mà Citta-sa nó là tốt từ cho danh động từ Dhammatha. Và như vậy bổ nghĩa cho tốt từ Citta ở đây, Citta-sa ở đây đó, thì chúng ta có ba cái vế gọi là đưa nít cả hát sát, là hù nô, giết cái cà mát, đi bà tê nô, cũng là chế tiên cách. Thì như vậy nó sẽ chung mở với cái câu 3, chết cái sát, để chúng ta thấy cũng dễ. Khi mà chúng ta phân tích ngữ pháp ra như vậy thì chúng ta mới nắm giữ được ý nghĩa ở trong cái bài kệ này nhé. Nó có ba cái vấn đề mà chúng tôi
sẽ giải thích cái điểm này là: thứ nhất, cái chỗ này vốn khó kiểm soát, nhanh lẹ, nó bắt cảnh với cư đông. Vì chỗ này là danh pháp, nó không có hình thức, không có bóng dáng, không có màu sắc, nó chỉ là danh pháp thôi, cho nên chúng ta có thể kiểm soát được. Thí dụ bây giờ những người đi ra đi vào ở trong một cái công ty thì đó là con người, do đó cho nên chúng ta có kiểm soát được. Vì sắc pháp thì nó có hình thức chúng ta kiểm soát được, đây là cảnh sắc tinh khí vị xuất khu vực, nhưng mà đối với tâm là danh pháp thì chúng ta không kiểm soát được. Còn cái tiếng gọi là lâu đô, tức là nhanh lẹ, vì cái tâm này nó được sanh diệt diễn biến theo cái ý nghĩa một cực phi nhỏ, cái chữ danh lẹ là hung đô ở đây, tức là mặc dù đó sanh diệt từng sát na, từng sát na, cứ sát na trước sanh rồi diệt thì trở cho sát na sau, rồi sát na sau thì trở sát na nữa. Và khi mà chúng tôi nói bằng miệng đó, để chúng ta thấy rằng sanh và diệt nó chậm, nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng rằng một muốn ngón tay, chúng ta thấy ngón tay nó sanh diệt triệu triệu sát na, nó chân nhẹ lắm thưa quý vị. Rồi bắt cảnh theo bất cứ nơi nào, ở đây trong cái bản dịch trên xưa thì để là theo dục vọng quê cô, ở chỗ này nó không ổn bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, nếu mà chúng ta nói theo dục vọng quay cuồng như vậy, tâm này đâu có hẳn chỉ là biết cảnh dục sắc thinh khi bị xúc đâu, nếu mà tâm chạy theo dục vọng như vậy thì cũng dễ kiểm soát, bởi vì chúng ta còn có cái tâm thiền, chúng ta còn tu tập tâm thiền để chúng ta mới kiểm soát được. Rồi chúng ta che mái ra, chúng ta mới kiểm soát. Cái từ được gọi là dắt ca mắt ở trong từ điển, thưa quý vị, trong từ điển cái câu khó cú này đó, thì cái chữ dắt ca mắt lại dính chung với nhau, và chữ thá nó là một trạng từ chỉ nơi chốn,
nghiên cứu được đâu. Còn cái chữ Kama là cái sự thích thú. Ở chỗ này chúng ta không nên dịch là dục, mà chúng ta phải nói là sự thích thú hay là muốn. Do đó chữ rất Kama tức là bất cứ nơi đâu muốn, nghĩa là tâm này, những cơ thể chuyển theo các cảnh, dù cảnh gần hay cảnh xa, cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm này cũng biết hết. Nên nó muốn biết cảnh nào thì nó chạy theo cảnh đó. Ngồi ở đây nhưng mà tôi có thể nghĩ đến, tôi thân có thể nghĩ đến cái cảnh ở bên Mỹ hay là bên Tàu hoặc là bên Thái Lan, mới điện không? Nghĩa là tâm chạy, chạy dữ lắm thưa quý vị. Nhưng mà nó tóm lại là nó chạy theo các cảnh nào mà nó ưa thích, nó không chịu, nó nằm yên lại một chỗ trên cái cảnh này một chỗ. Cho nên nó bất cảnh bất cứ đâu. Thứ hai là vấn đề điều phục tâm. Cái chữ Dhammatho nó khác với chữ Sanyamo. Chữ Sanyamo là sự chế ngự. Còn chữ Dhammatho là cái sự điều phục hay là sự huấn luyện, sự dạy dỗ. Thực sự chỉ có mình chỉ có tự mình mới huấn luyện chính mình được. Người khác huấn luyện cho thì không có được. Người khác họ chỉ huấn luyện cho chúng ta về cái tài nghề vân vân, nhưng mà về cái kiến văn thì họ huấn luyện không được. Khi mà chúng ta tu tập đó, mỗi một ngày chúng ta đều phải có cái sự điều phục cái tâm hay là huấn luyện cái tâm. Buổi sáng hoặc là buổi trưa hay buổi tối, lúc nào chúng ta cũng dạy dỗ cái tâm này. Vì người khác thì như dễ, nhưng mà dạy nó khó lắm thưa quý vị. Tại vì khi mà dạy người khác, quý vị trả tôi tôn phao như vậy. Cái cách tôn trọng của chúng ta nó có hai trường hợp. Một Sanyama tức là chế ngự. Sanyamo là chế ngự. Khi mình phiền não tham sân si hay sân khởi và nó sắp sai khiến cho thân hành, hành động khẩu nói lời, thì lúc đó sau khi phản tỉnh quan sát, mình thấy thân hành khẩu hành này nó lã bất thiện, thì lúc đó chúng ta phải chế ngự dần nén cái tâm sân, tâm tham, tâm si xuống.
Cái đó là Sanyamo. Còn chữ Dhammato hay là điều phục có nghĩa là sự huấn luyện, sự dạy tâm. Thí dụ như một vị hành giả tu tập luôn luôn phải biết cách dạy tâm. Thí dụ như trường hợp một vị tỳ kheo đi khất thực nhiều ngày mà gặp cái làng của ngoại đạo, họ không có để bát cúng dường, cho nên vị tỳ kheo đó bị đói. Vị tỳ kheo đó mới ngồi lại ở dưới một gốc cây, mới suy nghĩ, mới dạy tâm. Đề bạn tức là tự độc thoại. Đề bạn cái sự đối này nó khổ, nhưng mà khổ không thể so sánh với cái khổ dưới địa ngục hay là khổ như ngạ quỷ. Đến ngay ta dễ vui bỏ cuộc, không cố gắng tu tập mà chết sanh xuống ngạ quỷ thì bị đối khổ nhiều hơn nữa. Đối khổ này đâu có thấm tháp là bao. Khi vị tỳ kheo nhiếp phục được tâm một cách là dạy dỗ như vậy đó, nhắn nhủ tâm như vậy, tự sát tấn tâm như vậy, vị tỳ kheo đó đã tiến hành chứng quả A La Hán, tiến hành minh sát và chứng quả A La Hán. Thì như vậy trong đời sống hàng ngày chúng ta tự huấn luyện bản thân, tự dạy bản thân bằng cách là chúng ta học thuộc lòng nhiều pháp rồi chúng ta nhắc nhở. Ví dụ như người Phật tử chúng ta có 5 điều mà chúng ta phải tự Dhammato, tức là chúng ta quán xét rằng cha ra thâm mâm hí cha răng anh ti tô, ta phải bị già, không thoát khỏi sự già. Này các vị kheo, khi người tu tập mà quán tưởng ta bị già, không thoát khỏi sự già đó, nó sẽ diệt trừ được cái sự kiêu mạn và tuổi trẻ. Như vậy chúng ta quán về, chúng ta dạy tâm hãy nhắc nhở rằng ta phải bị già, không thoát khỏi sự già. Ta sẽ bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Ta phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Rồi huấn luyện thêm tâm nữa là ta phải xa lìa, phải xa ly tưởng biệt với người thân người thương. Cái điều chúng ta phải giải tâm cuối cùng là chúng ta phải suy quán, phải quán tưởng ta có nghiệp là tài sản, nghiệp là sở hữu, nghiệp là chỗ y cứ v.v. Thì sau khi mà quán xét bị già, bị bệnh, bị chết, bị sanh ly tử biệt, rồi bị cảm thọ những quả báo tùy nghiệp, tùy theo nghiệp đã tạo, chúng ta quan sát như vậy, tập dạy cho tâm. Đến khi mà nó gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì lúc bây giờ tâm tham sân si nó khó chi phối lắm chứ gì. Cái đó gọi là lần thai điều phục tâm.
Và trong cái câu thứ tư của bài kệ là Đức Phật ngài dạy tâm điều mang đến lạc. Ở đây chúng ta phải chú ý hai từ mà nó giống nhau. Cái câu thứ ba Namo Tho, từ cái căn là Nam Mát mà nó biến thể ra danh động từ là Namo Tho. Nhưng mà khi nó đến quá khứ vân tự thì là đang tăng. Đang tăng là được điều phục. Thì cái câu thứ ba đó, đang tăng chết tăng xuất khai hoài hăng, tâm được điều phục mang đến sẽ an lạc. Tại sao? Những gì khi tâm này không có được dạy dỗ, nó sẽ có cái khuynh hướng méo bên này méo bên kia, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ lung tung. Mà suy nghĩ càng suy nghĩ nhiều thì trong cuộc sống này, trong cuộc sống này mình càng khổ, khổ đau nhiều. Do đó khi mà mình giúp phục hay là điều phục được tâm đó, thì cái sự khổ đau nó vơi đi, nó bớt thì đem đến sự an lạc. Thì cái câu mà nói tâm được điều phục đem đến an lạc đó, thì chúng ta phải hiểu theo trục thắng pháp đó. Thì ở đây tâm thị dục giới nó đem lại cái quả lạc nhân thiên. Nhân thiên là trời người. Còn cái thân thiện đáo đại đem lại cái sự an lạc là ly dục ly bất thiện pháp, và quả lạc là phạm thiên. Còn cái tâm thiện siêu thế thì đem lại sự an lạc là quả lạc niết bàn tối thượng. Cái đó tùy theo cái tâm mà chúng ta điều phục. Nếu người trí điều phục tâm thường xuyên mỗi ngày trở thành thuần thục của trong thiện pháp, thì như vậy bậc thiện trí được cái sự an lạc. Cái vấn đề như thế này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Phật tử là nếu mà bình thường người Phật tử chúng ta không học cái cách điều phục tâm, huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm đó, thì những khi bị cái sự khổ nó đến hay sự phiền toái nó đến, lúc bây giờ chúng ta không biết phải xử trí như thế nào để cho tâm được an lạc. Do đó, trong đời sống hàng ngày chúng ta, khi mà chúng ta muốn luyện tâm, chúng ta điều phục được tâm, nó sẽ giúp cho chúng ta hiện tại lạc trú. Bởi vì cái tâm này được huấn luyện, nó sẽ không có chạy nhảy lung tung bất cảnh này cảnh nọ. Chúng ta biết là nhiếp phục đó. Mà khi nhiếp phục được tâm đó, thì chắc chắn là đem đến một cái sự an lạc đời hiện tại và đời tương lai. Hôm nay
Buổi sáng chúng tôi đi thuyết pháp, chúng tôi về trễ quá, tới chiều tối chúng tôi mới về, cho nên giờ này chúng tôi thống mệt thưa quý vị. Có lẽ hôm nay bây giờ xin cung thỉnh và thượng chất đẳng với thượng tọa Pháp Tân Hoa Hỷ là tiếp cho cái phần này sau. Như vậy thì hôm nay có lẽ là chúng ta chỉ học một bài thôi. Chúng ta lại kể số 3 được rồi. Bài kể số 4 để lại đến chủ nhật tới thì chúng tôi sẽ giảng giải. Còn bây giờ thì xin cung thỉnh hòa thượng chất đẳng thượng tọa Tân Hoa Hỷ giúp cho hôm nào chúng tôi khỏe thì chúng tôi sẽ làm việc nó hơi nhiều thời gian chút xíu. Xin cung thỉnh hòa thượng chất đẳng. Sa thứ là thầy, kính thiền con thưa thầy sư với bài giảng vừa rồi. Xin thánh sư huynh thi nghĩ, sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách phần còn lại của chương trình hôm nay. Thưa tọa Pháp Tân Nê Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu được xin thỉnh thưa tọa Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tọa Pháp Tân có nghe được. Dạ, thì tổng tin không biết thì tổng có nghĩ rằng đối với phần đông chúng ta đó, một là chúng ta biết rất ít về bản chất của tâm, và thứ hai là chúng ta rất là chủ quan khi mà nghĩ về tâm tư của mình. Thì tổng có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của thì tổng Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thái Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ và Thượng Tế Siêu và Thượng Giác Đăng, Tâm Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Về vấn đề tâm thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là tế nhị và nó sinh diệt một cách liên tục. Thì như trong kinh Phật có dạy rằng tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc định. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tâm sinh diệt rất là nhanh trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Thì nó sinh khởi liên tục. Nói như trong trong A Tỳ Đàm nó là một khải móng tay có hàng triệu sát na sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự sanh khởi của tâm nó rất là mau lẹ. Bởi khi mình nhận ra, chúng tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là mình cũng có một phần trong sự chủ quan. Chủ quan đó là nó do chúng ta buông xuôi theo cái gì nó tự nhiên. Tức là tâm mình nó sanh diệt, mà bản chất của tâm thì chúng ta biết rằng nếu không có cái sự điều chế tâm thì rõ ràng nó theo các cảnh dục. Thì khi mà theo các cái cảnh dục thì tâm nó cứ bắt cảnh liên tục, rồi nó tạo ra cái trạng thái tâm đó là sự sân hận, sự tham,
sân, nói chung đủ những cái trạng thái của bất thiện từ tâm mà ra. Cái điều đó là do chúng ta không có nắm bắt được tâm, bởi vì một điều đó là không có cái sự chánh niệm, cho nên ít khi mình thấy được, ít khi mình thấy được. Những cái lúc mà chúng ta có một cái chút chánh niệm chút đó, thì chúng ta ít nhiều được cũng biết được cái tâm của mình nó ra sao. Bởi vì như trong Đại Kinh Niệm Xứ, Đức Phật Ngài nói rằng khi tâm nó có tham thì mình biết có tham. Khi tâm có sân, biết tâm có sân. Khi tâm có sự hôn trầm thì biết sự hôn trầm. Khi tâm cao thượng thì biết cái sự cao thượng. Vân vân. Điều đó là để rồi mình biết cái tâm của mình thì thật sự là nó phải đòi hỏi có chánh niệm. Nếu mà mình không có chánh niệm thì mình khó biết được cái tâm của mình nó ở đang trạng thái nào. Bởi vì chánh niệm là cái yếu tố mà có thể nói rằng là biết những cái gì đang diễn ra hiện tại. Thấy ở hiện tại, biết ở hiện tại. Thì cái chánh niệm là cái yếu tố cần thiết để cho chúng ta biết được cái tâm của mình. Bởi vì nhiều khi rồi những cái gì mà chúng ta trực nhận ra đó, trong cái quay cuồng ở tâm đó, thì mọi chuyện nó đã qua rồi. Nó trở thành cảnh quá khứ, trở thành cảnh quá khứ rồi. Nhưng mà khi mà mình trực nhận ra thì chúng ta biết bao nhiêu cái sự sanh diệt từ nội tâm. Để từ đó cái trạng thái của tâm của mình có khi thì ưa thích tham đắm, có khi thì không hài lòng, bực bội, khó chịu, có khi thì sự ngã mạn, sự cao ngạo nó sanh khởi, có khi thì chúng ta ở rơi vào một cái trạng thái nó không minh đạt được, không rõ ràng được. Đó là trạng thái của sự hôn trầm. Cho nên là nếu chúng ta nhìn kỹ lại ở tâm á, thì những cái bản chất của tâm như chúng ta được biết đó là những cái sự gọi là tâm triền, bị năm cái triền cái liên quan đến cái tham dục cái, hôn thủy cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, vâng vâng. Thì cái những cái pháp đó, đó là những cái pháp mà nó che ngăn từ nội tâm, cho nên là cái ít có khi mà mình nhận ra lắm. Vậy đó là những cái sự chướng ngại, những pháp chướng ngại từ ở nội tâm. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà một cái người có tu tập đó, sự thuần thục khéo huấn luyện đó, khéo huấn luyện tâm mình thì ít ra là trong mọi khoảnh khắc mình có những cái sự chánh niệm được, chánh niệm được, có tỉnh giác được, mình có thể nhận ra được những điều đó, thường là như vậy. Cho nên là khi mà mình không có điều phục được tâm thì có khi đó là mình quá chủ quan đi, mình cứ buông trôi. Sự thật ra thì cái buông trôi của mình là cái buông trôi trong cái cảnh của phiền não, của ngũ dục. Cho nên là mình ít có nhận ra cái tâm của mình. Cái thứ hai nữa đó là do mình thất niệm, mình không có chánh niệm được, cho nên là mình không có biết được cái tâm của mình đang diễn ra như thế nào. Bởi vì vậy cho nên là nó tán loạn.
phóng túng hoặc phan duyên theo trần cảnh rất là nhiều. Như vậy thì cái người mà tu đó là chúng ta phải trực nhận được cái tâm của mình. Làm sao mà mình phải tập cho mình có trực nhận được cái tâm của mình. Ngay cả trong đời sống hàng ngày, mình có cái sự điềm đạm, có một cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì trong mọi cái hành vi của mình đều nhận ra. Trên phương diện tu thiền thì cái việc mà chánh niệm tỉnh giác rất là cần, bởi vì dù chúng ta niệm thân hay chúng ta niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, bởi vì chánh niệm là yếu tố cần thiết hoặc mình có thể có được cái đời sống an tịnh do cái nội tâm mình được chánh niệm tỉnh giác đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cả cái yếu tố chủ quan cũng như là cái yếu tố thất niệm, do mình không có một cái chánh niệm cho nên là mình không sanh diệt của từ nội tâm, từ cái việc đó. Cho nên là ở đây đó là cái cách này, cách đưa kia đó, dù là trong đời sống bình thường hay ở trên phương diện thiền tập, chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà chánh niệm rất là cần thiết. Mặc dù là chúng ta tập dợt, mình quân tập cho nó ở buổi ban đầu nó là thật khó khăn, bởi vì chúng ta cũng biết đó là tâm của mình nó theo một cái phương hướng tự nhiên, mà mình nói là quân tập những cái pháp bất thiện đó, cái sự phóng dật, cái sự chao đảo từ nội tâm, chúng ta không có đứng yên được. Mà bây giờ một khúc chốc nào đó mà ta bảo rằng để rồi kiềm giữ cái tâm của mình thì quả thật là khó. Như vậy thì cái khó đó mà mình có cái sự quân tập đều đặn thường xuyên như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ít nhiều nó cũng có cái sự lợi lạc trên diện tu tập của mình. Cho nên là có riêng bản thân chúng con thì con nghĩ rằng là ngay cả cái bản chất của từ nội tâm thì bản chất của nó dông rủi rồi, nó sanh diệt, nó loạn động rồi, mà mình ít khi mà mình nhận ra những điều đó. Cái thứ hai nữa là do mình bị thất niệm cho nên là mình không có nhận ra từ nội tâm của mình. Thì cái việc mà cái người tu tập là quân tập từ tâm, quân tập từ ở cái tâm của mình, mặc dù nói là tu thân, tu tâm hay là tu lời nói, thì cái việc mà quân tập hay là tu tập từ nội tâm, cái người có chánh niệm thì người ta có thể điều chế cái hành động của họ hoặc là lời nói của họ bằng cái giới hạnh được thanh tịnh, chính là nhờ có cái chánh niệm. Như trong cái việc mà các cái bốn cái phần giới của tỳ kheo là trong đó có giới bổn thanh tịnh giới, hoặc là thu thúc thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, vân vân, thì những cái giới đó trong đó có cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới, mà thu thúc đó là cái yếu tố chánh niệm, không để cho cái tâm thất niệm, nó giúp cho giới được thanh. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú Thư Tòa Pháp Tinh. Thư Tòa Pháp Tinh xin thỉnh Thư Tòa chia sẻ thêm điểm này. Ở trong hai câu kinh Pháp Cú của phẩm tâm số 3, số 4 mà chúng ta học hôm nay đó, Đức Phật có đề cập những tâm điều phục thì được an lạc. Nhưng mà với phần đông của những người có tu ở đây, tức là có từng hành thiền hay từng cố gắng để tâm tư đó, thì cái cảm nhận nó ngược lại, là nếu mình không làm gì hết đó,
thì dường như mình an lạc hơn. Còn khi mình bắt đầu mình cố gắng uốn nắn cái tâm mình thì nó rất là khó chịu, rất là phiền. Thì theo thì gọi khi Đức Phật nói là tâm điều phục được an lạc đó, thì cái sự an lạc, cái sự an lạc như thế nào? Và trong đời sống của chúng ta, mình để cái tâm tự do, nó đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ đó, nó có thực sự an lạc không? Xin cái thịnh thịnh hợp tân Khoa Nghị trở lại chia sẻ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tùng Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ trong kinh Phật có dạy rằng khi mà cái tâm của mình được điều phục là có sự an lạc, thì điều đó con nghĩ là rất rõ ràng. Bởi vì cái tâm mà phóng túng phan duyên theo trần cảnh thì chúng ta biết rằng nó không bao giờ đứng yên. Và đó là một trạng thái của tham sân si ngã mạn hoài nghi tật độ nhiều thứ. Cho nên mình thấy thường thường đó, trong một cái khuynh hướng của người phàm phu là khuynh hướng theo các cái thị dục, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ đó, thì thường thường theo các cái dục. Theo các dục ở đây đó là có nghĩa là mình nghĩ rằng mình thỏa mãn được cái nhìn, thỏa mãn được cái nghe, thỏa mãn được cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm của mình á, thì mình nghĩ đó là hạnh phúc. Nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó là hạnh phúc của các dục. Và trong các cái dục đó, đó nếu mà để tâm mà buông xuôi theo các cái dục cảnh á, trần cảnh mà đắm nhiễm ở trong dục trần này, thì con nghĩ rằng nó không bao giờ có được cái sự an vui được. Bởi vì sao? Chúng ta không thể nói rằng nó thỏa mãn được. Bởi vì không có một cái gì được sanh khởi lên, như mình hiểu là trong kinh dạy rằng là không có cái gì mà nó bền chắc, không có cái gì bền vững. Cái cảm thọ của mình qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm thì nó cũng vô thường. Mà cái người có chánh niệm thì cái người đó làm sao nhận được, trực nhận được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình, để mà mình thấy rằng các cái sự sanh khởi đó đều là vô thường, vô thường. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng sự hưởng thụ của ngũ dục, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi làm thỏa mãn cho chính mình, thì chúng ta thấy rằng nó không bao giờ mà là thỏa mãn. Nó không bao giờ là thỏa mãn. Nó trong một cái trạng thái khao khát hụt hẫng. Và thường có một cái ngã chấp ở trong đó. Cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi suy nghĩ, thì cái mà tôi ở trong đó, cái bản ngã, cái tôi trong đó, nó tùy mẫn. Và khi mà mình còn có cái ngã chấp như vậy đó, thì đó là một trạng thái không có sự an vui, không có sự an vui. Trong khi một người mà điều phục tâm thì cái người đó họ thấy đối với các dục không có gì để đáng là đắm nhiễm. Bởi vì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thì không có cái gì bền chắc. Không có gì bền chắc. Và chính nó không có cái sự bền chắc đó, cho nên nó tạo nên cái sự cao cái. Nó tạo nên sự nắm níu do cái ngã chấp. Tạo nên cái sự khao khát. Đó là sự khổ. Trong khi một người mà điều phục được tâm thì cái người đó họ có được, họ điều phục được tâm là vì tâm của họ không để buông xuôi theo trần cảnh. Không để buông xuôi trong trần cảnh. Mà ở trong một cái chánh niệm, ở trong một cái trạng thái chánh niệm, tức là ghi nhận, biết rõ được những cái gì đang diễn ra từ ở thân và tâm của mình, chứ không phải là chạy rong ruổi trần cảnh. Không phải chạy rong ruổi theo trần cảnh, mà
mình chạy rong ruổi theo trần cảnh thì càng ta cướp đó, đó nó là cái gì nó vững chắc, nó bền chắc. Thì sự thật không có cái gì được gọi là bền chắc, không có cái gì bền chắc. Mà chúng tôi nghĩ rằng là cái tâm mình nó cũng đang sinh diệt mà. Sắc pháp của chúng ta, sắc thân của chúng ta nó cũng đang sinh diệt. Và đặc biệt là cái tâm nó sinh diệt rất là mau. Sinh diệt rất là mau, biến đổi rất là mau. Ở trạng thái này, trạng thái nọ. Ở một thời khắc trước đó thì nó là trạng thái này. Và thời khắc đang nói ở đây nó là trạng thái này. Kia rồi sau khi chúng ta đã nói rồi đó, thì nó có cái trạng thái khác. Cho nên là tâm sinh diệt, sinh diệt rất là mau. Bởi vì vậy, cái người điều phục tâm là luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác trong một cái đề mục của mình, thì nó không có, nó không phải rơi vào cái trạng thái của nội tâm là khao khát, không rơi vào cái trạng thái nội căn đó là bất lạc. Bởi vì chúng ta cảm thấy nó bất lạc, bất lạc như thế này, bất lạc như thế nọ, xa hay gần, nói trong mỗi một niệm, trong mỗi một niệm đều chúng ta thấy đã bất lạc rồi. Nói xa hơn là trong khoảng thời gian, một thời gian nào ngắn thôi, dù là 10 phút, 5 phút, 20 phút hay là một ngày, vân vân, thì chúng ta cũng thấy là bất lạc rất là nhiều, do tâm không điều phục. Do tâm không điều phục. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng Đức Phật Ngài nói, dạy rằng là dục ít vui nhiều khổ. Và ở trạng thái là thường là người ta thấy cái sự lạc là vì người ta đắm nhiễm trong ngũ dục. Cho nên Phật dạy rằng là dục nó có vị ngọt của nó và nó có sự nguy hiểm của nó, là sự bất lạc đó, sự không tồn tại đó, sự không bền vững đó, tính là tính chất của vô thường của các pháp hữu vi. Cho nên cả cái cảm thọ của mình cũng vậy, nó cũng chỉ là cảm thọ, rồi nó sanh khởi. Mình những cái trạng thái này, trạng thái nọ của cảm thọ đó, thì chúng ta biết là nó chẳng qua là thay đổi thôi. Cái hạnh phúc mà mình nghĩ rằng nó đi theo trần cảnh, chấp theo trần cảnh hoặc là dính mắc trong trần cảnh gọi là hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó sự thật ra là nó không có bền chắc. Nó không có bền chắc. Trong khi cái nội tâm có được cái sự an lạc là vì tâm không có phan duyên theo trần cảnh, có chánh niệm, có định tâm trên một đề mục, thì họ sống trong một cái cảnh an lạc từ nội tâm. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng có cái sự xuất ly đối với ngũ dục, đó là không có đắm nhiễm trong ngũ dục, đó là sự xuất ly. Sự xuất ly. Và cái người thật sự là có sự điều phục từ nội tâm, thì cái người đó có được cái sự an lạc. Người có điều phục từ nội tâm thì cái người đó thật sự là có được cái sự an lạc. Còn khoảng khắc nào mà mình không điều phục nội tâm thì đó là bất lạc. Chúng ta thấy là bất lạc rất là nhiều. Như vậy thì cái việc mà chúng ta thấy là điều phục tâm nó rất là khó. Nó rất là khó. Nhưng mà cái người điều phục được tâm thì cái người đó thật sự là có được cái sự an lạc rất là lớn. An lạc hơn cái gì hết. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thứ hai mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thủ kính trình Thị Tọa Tân. Xin thỉnh Thị Tọa Pháp Tân trả lời một câu nữa thôi. Sau câu thứ ba này thì chúng tôi sẽ trở lại để có lời sau cùng của bài học hôm nay. Thị Tọa Pháp Tân, người đời thường có cái câu nói là tu tâm tánh. Và khi người ta nói đến tu tâm tánh thì người ta hiểu là làm sao cho mình hiền hòa, không có độc ác, không có sát sanh hại vật v.v. Nhưng mà tu tâm dưỡng tánh, nếu mà cái sự hiền hòa đó, cái tâm tính mình biến con người mình biến tâm tính trở thành hiền hòa đó,
có đủ gọi là tu tâm theo đạo Phật không? Hay là trong Phật pháp chữ tu tâm còn hiểu nghĩa rộng hơn là chỉ đơn thuần những cái tâm mình thiền lành? Xin cái tỉnh thì tỏ quan hệ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con nghĩ ở ngoài đời đó, người ta thường nói là tu tâm dưỡng tánh, hay người ta nói rằng nói ôi có gì đâu ở nhà tu tâm, mình tu tâm được rồi. Nhiều khi người ta biện hộ cho cái hành vi không làm thiện của họ trong Phật giáo, biện hộ là cái việc mà không đi, biện hộ cho cái việc mà không làm những việc thiện khác, chỉ nói là tu tâm là được, mà không biết là nói đến cái chung chung thôi, tu tâm. Hoặc là cái câu mà người ta nói là tu tâm, thì cái điều này thì con nghĩ rằng nó cũng chung chung và cũng giới hạn ở trong một cái gì đó mà người ta hiểu trong cái thường thức ấy, là ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành có nghĩa là mình không có trộm cướp của ai, không có sát hại cướp ai, cũng không có chiếm đoạt của ai, sang tham sát, rồi là chiếm đoạt lường gạt ai, đó là ăn hiền ở lành là được rồi. Ăn ở lành trong cái nghĩa thế thường này, chứ người ta không có đi vô trong cái việc mà gọi là tu, gọi là tu tâm ở trong Phật giáo. Tu ở trong Phật giáo, bởi vì cái tu tâm ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là nó vừa rộng mà nó lại vừa chi tiết. Chi tiết, chúng tôi nhớ hòa thượng Giác Chánh khi thọ sinh thời đó, thì ngài hòa thượng có một cái bài pháp gọi là phương pháp làm nhà cho tâm. Thì hòa thượng trong đó nêu ra cái cách là kham nhẫn, cách kham nhẫn ở trong đời sống tu tập của mình, rồi cái cách thiền tập của mình, rồi cái cách mà mình làm cho cái tâm nội tâm được an tịnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình nó sanh diệt, nó sanh diệt, và do vậy đó thì hiểu Phật pháp là chúng ta làm sao để cho cái tâm thiện được sanh, và đặc biệt là chúng ta phải hạn chế không cho tâm bất thiện sanh. Bởi vì khi mà tâm gọi là mình nói là tu tâm dưỡng tánh ở trong Phật giáo thì có nghĩa là để cho cái tâm thiện sanh. Cái tâm thiện đó chúng tôi ngay là cả tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới làm rất là nhiều việc mà chúng ta hiểu, rồi cho rất là nhiều quả, rồi rất là nhiều cái điều để chúng ta biết khi nói đến cái tâm thiện dục giới. Rồi cái tâm thiện dục giới nó cũng chỉ là tâm thiện dục giới. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong Di Diệu Pháp cũng nói đến cái tâm thiện sắc giới, gọi là tâm thiện vô sắc giới nè. Quý vị thấy rằng cái tâm thiện vô sắc giới hay tâm thiện sắc giới, tâm thiện sắc giới là để làm việc chứng thiền và nhập thiền, hay hoặc là có một số tâm thiện sắc giới, ví dụ như tâm thiện ngũ thiền thì mới có cái khả năng thiện thần thông. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện sắc giới, cái tâm thiện sắc giới nó có cái khả năng là chứng thiền và nhập thiền, chứng thiền và nhập thiền và hiện thần thông luôn. Rồi cái tâm thiện vô sắc giới cũng vậy, để chứng thiền và nhập thiền. Hay nói cách khác đó là ở ngay cả tâm đạo, tâm quả, đặc biệt là tâm đạo ở trong những cái tâm siêu thế đó, mình cũng được xem như là những tâm thiện. Mà tâm thiện này là tâm thiện siêu thế. Thì chúng ta thấy rằng nếu nói tâm thiện ở lãnh vực dục giới, tâm đại thiện, tâm thiện giới đó, thì chúng ta thấy rằng làm rất là nhiều việc
tâm thiện sắc giới thì cho chứng thiền, nhập thiền, rồi hiện thần thông. Một số tâm được hiện thần thông như tâm thiện ngũ thiền sắc giới, vân vân. Rồi tâm thiện vô sắc giới thì là tâm để cho chứng thiền vô sắc, rồi nhập thiền, các vị đó nhập thiền. Rồi tâm đạo, chúng ta thấy 20 tâm đạo cũng được xem như là tâm thiện. Mà tâm thiện ở đây là tâm thiện siêu thế. Tâm thiện này đưa đến thánh quả, đưa đến đạo lộ, đưa đến thánh quả, thánh đạo thánh quả, thì trở thành một bậc thánh ở trong đạo Phật đó, thì cũng phải thực hiện bằng tâm thiện. Cho nên cái tâm thiện mà mình biết ở trong Phật giáo đó, đó là một cái tâm thiện mà chúng tôi nghĩ rất là chi tiết mà cũng rất là rộng. Bởi vì ngay cả không phải mình nói chung chung là ở trong thiện hết, tất cả cái gì cũng thiện. Thiện thì có tâm thiện hợp trí, tâm thiện ly trí, rồi tâm thiện hữu trợ và tâm thiện vô trợ, rồi tâm thiện thọ hỷ và tâm thiện thọ xả. Để chúng ta thấy tính chất của tâm, cái năng lực hỗ trợ của tâm, thì chúng ta thấy nó nhiều cái tâm như vậy. Để rồi nó sẽ là có những cái kết quả khác nhau ở trong mỗi cái tâm thiện. Trong khi ở ngoài thì người ta là tu tâm dưỡng tánh. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ tánh ở đây người ta nói thì nó khác. Ở bên ngoài thì có lẽ là người ta nói mình giữ cái tánh của mình đừng có tham sân si. Nhưng mà chữ tánh ở đây chúng tôi nghĩ rằng nó những giống như những cái tâm sở đồng sanh theo một cái tâm thiện vậy đó. Tánh ở đây cũng như là những cái tâm sở đồng sanh vì những cái tâm thiện. Thí dụ như một tâm thiện sanh khởi lên thì có bao nhiêu tâm sở đồng sanh chung, thì tánh ở đây chúng tôi nghĩ rằng nó làm cho cái tâm thuần thục, làm cho cái tâm nhu nhuyến, hay làm cho cái tâm được phát triển, chính là cái việc tu tập của mình. Mà điều đó đó là cái điều mà phải đòi hỏi mỗi người phải tự hiểu, rồi tự biết cái tâm của mình để mà mình tu tập huấn luyện, rồi mình đào tạo huấn luyện cái tâm của mình trở nên sự thuần thục ở trong đời sống. Đó là cái cách tu mà gọi là tu ở trong Phật giáo, hay là tu tâm ở trong Phật giáo. Vì tu trong Phật giáo, tu tâm cũng là một cách tu, tu lời nói cũng là một cách tu, rồi tu hành động, tức là cái hành động của mình cũng là tu. Nhưng mà cái tu tâm chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Bởi vì tâm nó có thể điều chỉnh bởi lời nói, nó điều chỉnh bởi cái hành động của mình. Cho nên khi mà mình có cái sự tu tâm, mà mình hiểu đúng nghĩa và mình hành đúng cách ấy, thì thật sự là mang đến cái lợi lạc cho mình rất là nhiều. Mình giác ngộ thành Phật, thành Thánh, hay là mình trở thành những cái bậc đạo sĩ, bậc chứng thiền, thì tất cả những điều đó cũng từ ở cái đời sống tu tập tâm của mình. Mặc dù là con đường trong đạo Phật, con đường tu tập là phải có giới, có định, có tuệ, nhưng mà cái đó là cái sự mỗi pháp nó nương nhau để hỗ trợ trong mỗi cái tiến trình tu tập của mình. Thì đây là con xin có cái ý để góp phần cho cái câu hỏi thứ ba mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thủ kính trình thưa tôi học tình, bạch chư tổ đức và thưa quý phụ tử, sau những cuộc thảo luận của thưa tôi học tình, chúng tôi xin được góp lời với của kỳ mục hôm nay. Khi chúng ta đọc vào trong kinh điển Phật giáo, và đặc biệt là kinh Tạng, Lục Tạng và Thắng Pháp Tạng của Pali, thì chúng ta sẽ nhanh chóng cảm nhận rằng sự tu tập mà Đức Phật dạy là phần lớn tập trung vào sự điều phục tâm ý của mình. Và nói đến tâm ý thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng nó là một thế giới rất là
phức tạp. Vì thế hoàn toàn không có đơn giản là mình nghe một câu nói hay, hay hoặc giả là mình khởi sanh ý muốn là thay đổi đời sống và chúng ta thay đổi được. Mà chúng ta phải nhận ra được sự tế nhị, sự khó khăn khi mà mình muốn chuyển hóa tâm thức tính của mình. Thì thứ gì khi mà nói rằng tâm khó kiểm soát được, thì chúng ta thể đơn cử ba cái nguyên nhân mà tâm của chúng ta rất khó kiểm soát. Và những điều này sẽ được đi qua trong một số các bài kệ của phẩm tâm này. Và riêng về phẩm tâm thì tôi biết cho chúng ta rất nhiều gợi ý quan trọng. Thứ nhất, thưa quý vị, tâm của chúng sinh nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những thói quen hay là tập tính hay là tập khí. Mà những thói quen này không phải là chỉ có một vài năm, một vài giai đoạn nào đó xảy ra trong cuộc đời, mà nó từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Một người tu tập thì luôn luôn ý thức rằng cái gọi là tác tính, cái gọi là cái tính cách cá biệt của mỗi người, nó đều ảnh hưởng bởi những thói quen quá khứ. Cái gì mình thích, cái gì mình không thích, sự nhanh lẹ, chậm chạp, sự điềm đạm hay là sốc nổi, thái độ ôn hòa hay là hiếu chiến của chúng ta, vân vân, đa phần nó ảnh hưởng bởi thói quen của nhiều đời nhiều kiếp. Và những thói quen này nó tạo thành một cái nét. Đừng nói gì đến nhiều đời nhiều kiếp, ở trong cuộc sống hiện tại đây, chúng ta là người Việt quen với thực phẩm Việt Nam, mà nhiều khi đi đâu đó nó không có những thức ăn tương tự như thức ăn Việt Nam, thì chúng ta cảm thấy nó thiếu thốn, cảm thấy nó có cái gì đó mà nó làm cho chúng ta không được an lạc. Chúng tôi nhớ rằng có những chuyến đi hành hương sang Ấn Độ ở trong một hai tuần, thì thứ gì khi đi hành hương á, cái vùng mà phái đoàn hay đi là hai tỉnh bang Uttar Pradesh và Bihar. Cái vùng này cái thực phẩm đa phần là thực phẩm nấu theo người Ấn Độ, mặc dù chúng tôi có đặt trước một số thực phẩm như là rau luộc hay là đậu bắp luộc hay là cải xào vân vân, nhưng mà người Ấn Độ thì họ nấu ăn cái gì nó cũng có mùi cà ri, bởi vì họ nói rất rất riêng. Cho đến khi mà ở chặng cuối mà về lại Accra hay là New Delhi, ở đó có nhiều cái tiệm fast food như là tiệm Pizza Hut hay là hẻm Macarano của Mỹ. Chứ có cảm tưởng rằng một số lớn quý Phật tử rất là vui mừng. Rất vui mừng thấy tiền mới vừa sinh vào. Và khi vào đó thì biết là ở trong túi có tiền, thì họ kêu ăn rất nhiều, ăn rất ngon. Và lúc đó họ mới nói rằng bây giờ mình mới hiểu rằng mình ảnh hưởng cái thức ăn Mỹ, cái văn hóa Mỹ rất là nhiều. Thưa quý vị, thức ăn Mỹ nó không phải là thức ăn mà người Việt chúng ta sanh ra ăn thường cái đó. Mà qua Mỹ thì tôi lâu mới ăn lần thôi, nhưng khi ăn quen, người đã ăn được cảm thấy ngon, và lâu ngày không ăn thì cũng nhớ.
Và đặc biệt là nếu ăn thức ăn hoàn toàn xa lạ và khó ăn như thức ăn Ấn Độ, nếu chúng ta không quen cà ri thì ăn lại thấy rất là ngon. Cái ngon, cái dở và thái độ đó, chính thật đó là thói quen hết. Một người không quen ăn những đồ sống của vật á, thì khi ăn đồ vật cảm thấy rằng nó hơi khó ăn, tại vì nó bị chín. Một người không quen ăn đồ chua, đồ cay nhiều thật, ăn đồ Ấn Thái hơi khó, tại vì nó hơi chua, hơi cay, cũng như không quen cà ri vậy. Thì hơn ai hết, khi chúng ta tu tập đó, mình phải có đủ cái khả năng để thấy cái trở ngại là cuộc sống nó là sự lặp đi lặp lại của những nếp quá khứ mà gọi là thói quen, gọi là tập tính. À, một cái ảnh hưởng khác mà khiến cho chúng ta rất khó để điều phục tâm, đó là sự hướng ngoại. Hướng ngoại tức là hướng về năm cái cảnh của năm giác quan. Đối với thị giác chúng ta cần cảnh sắc, đối với thính giác cần cảnh thính, đối với khứu giác cần cảnh khí, đối với vị giác cần cảnh vị, đối thân đối với xúc giác cần cảnh xúc. Chúng ta là người dục giới, sống trong cõi dục giới, về dục và năm cái cảnh dục sắc thinh khí vị, sắc thinh hương vị xúc, nó lại là năm cái sự chi phối thường xuyên của chúng ta. Lâu lâu thì chúng ta nghe là có người thích hướng nội, nhưng mà ngay cả cái kiểu hướng nội của chúng ta đó, nó vẫn đậm cái chất chi phối của sắc thinh khí vị xúc. Ví dụ như là một họa sĩ, một nhà thơ, người sống có trầm tư, đôi khi có sống một mình, chúng ta gọi đó là những người sống hướng nội. Nghĩa trong tâm lý học Tây Phương của mình. Nhưng mà chúng ta có một họa sĩ nào mà không nặng về sắc màu? Có thi sĩ nào mà sống hoàn toàn và trong nội tâm mà không quan tâm đến chiếc lá vàng rơi, không quan tâm đến mưa chiều nắng sớm, không quan tâm đến cảnh vật xung quanh? Thì thưa quý vị, năm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, nó luôn luôn có một vai trò lớn trong cuộc sống, và vai trò đó bắt buộc chúng ta hướng ngoại. Và khi chúng ta hướng ngoại như vậy đó, thì nội tâm của chúng ta nó bị sót. Nếu chúng ta không có những thứ đó, các vị thiền sư thường lập ra những trường thiền. Trường thiền ở Mỹ thì còn đỡ, còn nếu quý vị về trường thiền ở tại bên Thái Lan, đặc biệt là Miến Điện, Ít Lan, v.v. Trường thiền là thường là nơi mà có đất rộng và có nhiều cái thiền thất. Những thiền thất này mới nhìn mới giống gì nữa, cottage, những cái am thất nhỏ mà chúng ta biết, nhưng mà khi bước vào bên trong thì nó rất là đơn giản. Thường là họ cất nhà cao cao cho nó thoáng, nó mát. Khi cái sàn, nhà sàn cao đó thì nó mát mà ít có những loại rắn rít bò lên. Nhưng mà các điểm chung của các cái thiền thất ở tại trường thiền là giản dị, rất giản dị. Một người mà đang sống bình thường vào trong đó, tương đối cảm giác là một cái cảnh giới mới được an lạc chỉ một hai ngày thôi. Sau một hai ngày thì cảm thấy rất là buồn nản, không có điện. Thường là họ không có nhà vệ sinh ở trong phòng, mà phải đi đến một cái sau block, tức là một cái nơi tập trung. Ví dụ như là ở trong khu có 20 thiền thất thì họ làm một cái nhà vệ sinh, nhà tắm, có 4 cái nhà vệ sinh, 4 cái nhà tắm dù vậy. Thì quý vị khi vào trong các thiền thất ở một thời gian, cái sự trống vắng giản dị nó cho chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là
buồn nản, cảm thấy đời sống vô vị. Tại sao cảm thấy vô vị? Dễ hiểu thôi, là tại vì ở trong cái cuộc sống đơn giản đó không cho chúng ta nhiều sắc thinh hương vị xúc. Tại sao chúng ta có thể sống ở trong một cái nhà ở dưới chợ kia dưới chợ, nhưng bước ra bên ngoài nào là đồ ăn thức uống. Bây giờ người ta vào trong internet cả một thế giới mà chúng ta thấy hưởng thụ rất nhiều, như là phim ảnh, âm nhạc, mà tôi muốn ăn cái gì thì ăn, nghĩa là cuộc sống đầy đủ năm cái dục dinh dưỡng, thì chúng ta thấy là mình hạnh phúc hơn. Thì bên cạnh điểm đầu tiên mà chúng tôi nói là con người sống, chúng sinh sống, cái tâm của chúng ta sống tâm với thói quen, thì cái lý do thứ hai mà làm cho chúng ta bị đặt ở trong tình trạng dao động, khó kiểm soát, đó là chúng ta vốn sống bị chi phối, bị lệ thuộc vào năm dục trưởng dưỡng. Và điều thứ ba, thưa quý vị, nói về tâm của chúng ta, đại quý vị nào có nghe câu trả lời đầu tiên của thực tập pháp Tân, thì chúng ta sẽ nếu được một việc đó là thực ra chúng ta không hiểu về bản thân của mình nhiều đâu, không hiểu về tâm của mình nhiều đâu. Một người khó tu thì một người mới dần dần nhận ra rằng tâm nó lấy gì, vô hình, vô tướng, mà mình khó nắm bắt. Thế giới nội tâm của chúng ta là một thế giới đầy những phức cảm. Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại rất thương một người, và chúng ta cũng hiểu tại sao chúng ta rất ghét một người. Tại sao chúng ta thích màu tím mà không thích màu xanh? Tại sao chúng ta chỉ thích màu vàng không thích màu trắng? Tại sao cũng thời cảnh đó có người thích người không thích? Tại sao cái mấy chùa đó nó khác với mấy nhà thờ? Tại sao có những nơi mà nấu ăn đó, thì họ ăn sống như họ nướng vân vân? Chúng ta nói đến văn hóa, chúng ta nói đến xã hội đa dạng, mang nhiều hình thái. Nội tâm của chúng ta cũng vậy. Mình lái được chiếc xe, mình làm chủ được chiếc xe, mình đã mua chiếc xe đó về 5 năm, 7 năm. Người ta hỏi rằng bạn thích xe bạn lái không? Dạ. Hỏi rằng bạn biết chiếc xe, biết nhiều xe đó, dạ biết, mình làm chủ đó mà. Nhưng mà không, chúng ta biết là lên bề máy lái đi như vậy, nhưng mà cái máy móc và cái sự hoạt động của chiếc xe đó, nếu chúng ta không phải là một thợ máy chuyên nghiệp thật thì chúng ta không hiểu nhiều đâu. Chúng ta có thể quen với màu sơn, quen với cái hình dạng chiếc xe, quen với cái khả năng giọt hay không giọt vân vân, nhưng biết gì về vận hành của xe chúng ta không biết. Chúng ta biết rằng có một Phật tử ở chùa chạy chiếc xe hybrid Toyota hybrid, chiếc Toyota hybrid nó có cái đặc biệt là giống như những chiếc xe khác hybrid, tức là nó chạy bằng máy điện nhưng mà nó vẫn đổ xăng, xăng để nó hoạt động cái máy, và cái máy xăng thì nó sạc vào bình điện, thì điện sạc vào bình điện đó thì nó giúp cho chiếc xe được chạy. Cái đặc biệt của hybrid là rất ít tốn xăng. Người này chạy và nói rằng chiếc xe chạy rất êm, nhưng mà tới khi người khác hỏi tại sao nó chạy ít tốn xăng thì người này không biết giải thích. Đó là mình làm chủ chiếc xe cả mất 5 năm rồi. Một người ở gần con cháu nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà sinh con ai dễ sinh lòng, tức là mình con người sinh con như trời sinh đất, nhiều khi cố không hiểu rõ con cái của mình đâu, không biết.
thân của chúng ta cũng vậy. Mình ăn uống đi đứng sống hàng ngày, nhưng mình bệnh đi bác sĩ mới nói ra à mình bị ung thư, bệnh này bệnh kia, mình đâu biết rõ về thân của mình. Đó là chúng ta nói về vật, nói về chiếc xe, nói về cái thân này. Tâm mình nó còn nhiều cái vi tế hơn nữa. Không có sống bằng chánh niệm, không có được sự soi sáng bởi lời Đức Phật dạy, không có cái khả năng tinh tế nhận thức, thì thế giới bên trong của chúng ta gọi thế giới nội tại, thế giới tại, rồi chúng ta gọi là tinh thần hay nội tâm, là thế giới rất bí ẩn, rất bí ẩn. Nhiều bài kệ sắp đến của phẩm chúng ta bắt cá tức là phẩm tâm này, chúng ta sẽ được nghe và được biết về cái mà chúng ta gọi là những điều sâu kín tế gì khó nắm giữ. Ai muốn biết điều này thử biết liền. Chỉ ngồi xuống và lập tâm rằng mình sẽ điềm tĩnh, tỉnh táo, lặng lặng theo dõi hơi thở trong 10 phút đó. Mình bị phóng tâm bao nhiêu lần, trong 10 phút đó tâm chúng ta bị chi phóng bao nhiêu lần, chúng ta sẽ thấy ở tâm linh. Chúng ta sống trong một nơi như là thành phố Melbourne ở bên Úc, hay là một miền duyên hải nào đó, mình nói ở đây thời tiết bất thường, sớm nắng chiều mưa. Nhưng cái sớm nắng chiều mưa bất thường của một thành phố hay là một miền sân cứ miền duyên hải, nó không có cái gì so sánh bằng cái tâm này. Tâm của chúng ta chợt vui chợt buồn, lúc vậy lúc khác. Tâm của chúng ta chứa đầy những phức cảm, nó chứa những vô hình, nó bao lẹ. Có đôi khi quý vị thấy những người mà họ làm cái gì đó họ sai mà mình nói họ không biện hộ, nói gì không biện hộ hết, nhưng mà cái đó thì nó chưa có là cái gì đối với tâm của mình. Tâm chúng ta luôn luôn có những cái biện hộ. Người ta hay nói một câu nói, một cái ví von đó, nó còn tìm cái lý lẽ riêng của nó. Nhưng mà chúng ta nói một cách chính xác trong Phật học đó, là cái sự chấp thủ của nội tâm nó có lý lẽ riêng của nó. Tại sao cái chuyện đó là chuyện tốt mà nghĩ là xấu, mà chuyện xấu nghĩ là tốt? Tại sao chuyện đáng hoan hỷ mà lại không đáng hoan hỷ? Ví dụ như bây giờ vị nào có con cái đó, nhà đó ở không tốn tiền, cơm nước có cha mẹ nấu, mẹ nấu sẵn, nhưng mà con không thích ở nhà, cũng trong thành phố đi học đại học đó, nhưng mà nó muốn ra ngoài thuê phòng riêng, người cùng với bạn bè có cuộc sống riêng thoải mái, mặc dù ăn uống thất thường nhưng mà thoải mái hơn ở nhà với cha mẹ, mặc dù ở nhà cha mẹ không tốn tiền. Đó là chúng ta nói về cái lối sống thì đừng nói về tâm ý của chúng ta là nó có muôn trăm muôn ngàn thứ gì việc nên là một người con Phật và là một người mà có tu tập nội tâm đó, thì chúng ta nên nhận ra một điều rằng tu tập tâm ý là một cái then chốt, là một cái điểm mấu chốt, là một điểm trọng yếu trong đời sống tu tập. Chúng ta phải có khả năng quan sát và lắng nghe chính mình, biết được cái cảm thọ vui buồn, lúc vui lúc buồn, biết được cái khuynh hướng của tâm, lúc này tâm mình đang hướng về cái gì. Ví dụ như một người có tu tập mà lúc đầu cái tâm mình nó nặng về chuyện thế sự nhiều quá, mình bớt đi. Một người có tu tập mà lúc đầu cái tâm mình nó hay chạy theo cái chuyện mà
quần là áo lụa, thời trang mình cũng bất bất thì mình biết. Lúc nào mà cái tâm của mình thiên về cái chuyện mà tụng năm tụng ba, hay thích party, thích tùng đình đám, thích bạn bè, mình cũng phải biết. Tâm của chúng ta nó có những cái khuynh hướng, đặc biệt trong thời gian nào đó. Và những khuynh hướng đó, khi là nó giai đoạn như là ảnh hưởng chúng ta nhiều. Và đa phần những cái khuynh hướng đó, nó không có lợi cho cuộc sống. Người có tu rồi thì biết rằng lúc này tâm của mình nó nặng về cái đó, bớt lại. Bớt lại, đừng có đi quá quá đà, quá độ về việc đó. Và cái cảm thọ vô cùng, đó là cái dấu hiệu của cái tâm có điềm đạm hay là sốc nổi, hay là tâm có ổn định hay không. Chúng ta luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy là không dao động thì mới được khinh an. Cái tâm dao động cũng khi đang, mà tâm của chúng ta dễ bị dao động. Chúng ta hỏi, tự hỏi rằng bỗng nhiên có ai khen mình, rồi có người chê mình, mình có điên đảo về chuyện đó hay không? Ở trong cuộc sống này, mình sẽ đặt vấn đề là tâm của mình dễ bị chi phối, có dễ bị trèo lên tuột xuống bởi những cái tăng động cuộc sống hay không? Đôi khi chúng ta phải hỏi là tâm của chúng ta nó có dễ dàng ở trong tình trạng sáng nắng, trời mưa hay không? Cái đó mình phải hỏi. Một cái người tu tập mà không lắng nghe chính mình, giống như người tiểu đường mà không có đo cái độ đường trong máu vậy đó, không có độ đường huyết thì rất nguy hiểm. Tại chúng ta không biết, chúng ta không biết là cái món gì đã làm đường tăng, cái món gì làm độ đường giảm. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nhận ra một điểm một cách khách quan, một cách rất là thành thật, là tâm của chúng ta rất là khó dạy, tâm của chúng ta rất dễ chi phối. Nên chi nếu mà có những ai đó mình nói chuyện với họ mà mình cảm thấy rằng cái việc mà mình ở gần họ đó làm cho mình phiền não, không, một người bạn tốt không phải là người mang lại phiền não cho mình, một người đáng thân cận không phải là người cho mình những cái niềm vui hào hứng mà người đó cho chúng ta được cái sự thăng bằng, sự ổn định, một cái nhân sinh quan tương đối là điềm đạm về cuộc sống này. Và đặc biệt là nếu chúng ta muốn tu tập tốt thì nên có khả năng nhìn những cái trạng thái sanh và diệt trong tâm mình. Hồi nãy chưa có tham thì có tham gọi là sanh, hồi nãy đang tâm sân về tâm sân biến mất và diệt, thấy được sanh diệt càng thấy rõ, càng biết rõ đó, thì chúng ta sẽ vơi đi cái ảo tưởng về tôi, về ta, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thì thưa quý vị, chúng ta sẽ còn có rất nhiều